Viêm đại tràng là gì? Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. Các dạng viêm đại tràng thường gặp. Viêm đại tràng colitis là tình trạng đại tràng, ruột già bị viêm nhiễm. Căn bệnh này kéo dài dai dẳng, khó điều trị dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của người bệnh số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hiện nay có hơn 4 triệu người Việt mắc viêm đại tràng. Viêm đại tràng có nhiều thể, viêm đại tràng cấp tính, viêm đại tràng mãn tính. Viêm đại tràng có thắt cấp và mãn tính, tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ và sự xuất hiện của các triệu chứng. Nguyên nhân viêm đại tràng phổ biến đại tràng được coi là bệnh từ miệng mà ra. Bởi nguyên nhân thường gặp gây viêm đại tràng là do thói quen ăn uống thiếu vệ sinh, sử dụng nhiều thuốc kháng sinh. Bên cạnh đó, bệnh viêm đại tràng xuất hiện là do các nguyên nhân sau: Nhiễm khuẩn đường ruột, táo bón kéo dài, viêm ruột, thiếu máu cục bộ đại tràng, nhiễm độc asen, thủy ngân, thuốc diệt cỏ, biến chứng của các bệnh Crohn, lao, tâm lý căng thẳng, stress kéo dài. Dấu hiệu viêm đại tràng theo từng thể tùy theo từng giai đoạn, từng thể mà viêm đại tràng lại có những triệu chứng khác nhau. Viêm đại tràng cấp tính. Đau bụng, tiêu chảy, chán ăn, chướng bụng, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, rối loạn phân. Viêm đại tràng mãn tính. Đau bụng kéo dài, rối loạn đại tiện, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, ăn kém, sút cân nhanh. Viêm đại tràng có nguy hiểm không? Có chữa khỏi được không? Viêm đại tràng cấp ở giai đoạn mới chớm có thể điều trị dễ dàng. Tuy nhiên, như đã đề cập căn bệnh này rất dễ tái phát nếu chế độ ăn uống của bạn không lành mạnh. Nhất là trong thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan. Chính vì vậy, viêm đại tràng cứ tái đi tái lại tái đi tái lại nhiều lần và trở thành mãn tính. Theo các nghiên cứu, viêm đại tràng mãn tính làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng từ 20 đến 25% có tới 30% người bị viêm đại tràng mãn tính trên 25 năm bị ung thư đại tràng. Ngoài ra, viêm đại tràng có thể gây một số biến chứng nguy hiểm như xuất huyết ồ ạt, thủng đại tràng, giãn đại tràng cấp tính, để cải thiện tình trạng bệnh tránh những biến chứng nguy hiểm. Người bệnh cần thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt của mình cũng như tìm ra phương pháp điều trị viêm đại tràng từ gốc viêm đại tràng nên ăn gì, kiêng gì. Chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là thực phẩm sạch đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị viêm đại tràng. Người bệnh cần bổ sung những thực phẩm sau đây, thức ăn nhiều đạm, cá, thịt xay, đậu phụ, giá đỗ, rau ngót, rau củ quả, rau dền, đuối, bơ. Các món ăn luộc, hấp hoặc kho. Bên cạnh đó, hãy tránh xa những món ăn sau, thực phẩm sống, lạnh, ôi thiêu hải sản đồ tanh thức ăn nhiều dầu mỡ sữa và các chế phẩm từ sữa thức ăn cứng đồ ngọt chất kích thích kết hợp chế độ ăn uống hợp lý vệ sinh với một phương pháp điều trị hiệu quả sẽ giúp cho người bệnh thoát khỏi viêm đại tràng dai dẳng cách điều trị viêm đại tràng hiện nay có nhiều phương pháp điều trị viêm đại tràng khác nhau mỗi phương pháp lại đem đến hiệu quả khác nhau sử dụng các loại thuốc tây điều trị viêm đại tràng tùy vào từng trường hợp và các triệu chứng bệnh mà bác sĩ sẽ kê các loại thuốc như thuốc giảm đau chống viêm chống co thắt điều hòa nhu động ruột cầm tiêu chảy chống loạn khuẩn giảm đầy bụng trướng hơi các loại thuốc này có tác dụng đẩy lùi triệu chứng viêm đại tràng một cách nhanh chóng Tuy, tuy nhiên sử dụng thuốc tây lâu dài hoặc không đúng quy cách có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể như suy giảm chức năng gan thận tổn thương dạ dày tăng men gan điều trị viêm đại tràng bằng dân gian tại nhà một số người bệnh tìm đến các bài thuốc dân gian như nha đam giềng củ nghệ vàng vừng đen để trị viêm đại tràng tại nhà các phương pháp này đều lành tính an toàn không gây tác dụng phụ Tuy nhiên, các bài thuốc này với mỗi người bệnh lại cho hiệu quả khác nhau. Đồng thời, phương pháp này chỉ áp dụng được cho những trường hợp viêm đại tràng cấp tính, bệnh mới phát, còn trường hợp mãn tính sẽ gần như không thấy có hiệu quả. Điều trị viêm đại tràng bằng thuốc Đông y việc chữa viêm đại tràng bằng Tây y gặp nhiều khó khăn do tình trạng kháng thuốc và nhờn thuốc. Khả năng điều trị dứt điểm bằng thuốc Tây rất khó khăn chi phí điều trị tốn kém nhưng kết quả lại hạn chế do đó người ta thường tìm đến đông y để điều trị triệt đề căn nguyên của bệnh thêm một lý do nữa khiến người bệnh ưu tiên chọn đông y hơn việc sử dụng thuốc tây y có thể tiêu diệt các vi khuẩn ký sinh trùng nhưng đồng thời cũng làm mất đi những lợi khuẩn trong ruột trong khi đó đông y vừa giúp tái tạo phục hồi niêm mạc đại tràng đã bị tổn thương lại vừa cân bằng được hệ vi sinh lợi khuẩn theo đông y có bốn nhóm nguyên nhân gây viêm đại tràng ngoại tà lục dâm mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể ẩm thực bất điều nghĩa là ăn uống không điều độ kém vệ sinh uống thuốc kháng sinh lâu ngày thất tình nội thương hay yếu tố tinh thần hay lo lắng buồn phiền hoặc cáu giận công việc căng thẳng stress tì vị tố hư nghĩa là cơ thể vốn bị suy nhược hoặc bệnh tật lâu ngày. Các nhân tố trên ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến công năng của tỳ vị và đại tràng, làm cho các tạng phủ này suy yếu mà gây nên bệnh. Khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng và bài tiết các chất cặn bã bị rối loạn gây nên các đợt viêm cấp tính tái đi tái lại và rồi trở thành viêm đại tràng mãn tính để điều trị viêm đại tràng cần điều trị vào căn nguyên gốc bệnh nhưng phải toàn diện nghĩa là kết hợp nhiều biện pháp dùng thuốc đông y kết hợp với biện pháp kỹ thuật không dùng thuốc châm cứu sa bóp bấm huyệt dưỡng sinh đông y dựa trên biện chứng luận trị là phương thức dựa trên cơ sở chứng trạng và thể bệnh cụ thể mà tiến hành lựa chọn các vị thuốc và bài thuốc cho phù hợp với thể thấp nhiệt uẩn kết thì phải thanh nhiệt táo thấp với thể can tỳ bất hòa thì phải sơ can, giải uất, phù tí. Với thể tỳ vị hư nhược thì phải kiện tỳ, ích vị, thăng thanh, dáng trọc. Với thể tỳ thận dương hư thì phải ôn bổ tỳ, thận, cố sáp, chỉ tà. Với thể khí trệ huyết ứ thì phải hành khí, hoạt huyết, kiện tỳ, ích khí, hoạt huyết, kiện tỳ, ích khí. Với thể âm huyết khuy hư thì phải tư âm dưỡng huyết.